Luân xa là gì? Luân xa là những trung tâm năng lượng của cơ thể, ảnh hưởng đến trạng thái tâm thức của con người. Nó như một tổ chức để tiếp nhận, xử lý thông tin và chuyển hóa năng lượng. Mỗi luân xa liên quan đến từng vấn đề khác nhau. Làm thế nào để hiểu về hệ thống luân xa? Luân xa nằm trong thể năng lượng. Vậy làm sao chúng ta biết được luân xa của mình đang hoạt động như thế nào? Ví dụ khi chúng ta đang ngồi trong phòng, làm sao chúng ta biết bên ngoài sân đang có gió? Có phải chúng ta nhìn thấy lá cây rung rinh, lay động thì chúng ta biết là đang có gió thổi đúng không? Và luân xa cũng như vậy. Nhìn vào các đặc điểm biểu hiện bên ngoài của một người, chúng ta cũng có thể đánh giá tình trạng luân xa bên trong của họ như thế nào, thông qua 1. Hình dạng cơ thể, mập, béo, ốm, gầy, tròn trịa hay mảnh khảnh. 2. Hành vi, cách chúng ta suy nghĩ, cảm xúc chúng ta như thế nào. Cách chúng ta đối diện với các thử thách trong cuộc sống ra sao. 3. Môi trường sống của bạn, chúng ta chỉ thu hút về mình những người có cùng tần số rung động để giúp mình thấy được bên trong, hiểu được mô thức hoạt động của chính mình. Làm thế nào mà luân xa lại bị tắc nghẽn? Có phải do nghiệp quả không? Không phải do nghiệp quả, mà chính những trải nghiệm tiêu cực trong cuộc sống sẽ làm tắc nghẽn các luân xa. Chẳng hạn như tổn thương thời thơ ấu, hệ thống niềm tin giới hạn, chấn thương của cơ thể vật lý phẫu thuật, tai nạn, môi trường sống áp bức, hà khắc, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người xung quanh. Nỗi sợ hãi sẽ làm tổn thương luân xa 1, luân xa liên quan đến sự sống còn. Mặc cảm tội lỗi sẽ làm tổn thương luân xa 2, liên quan đến cảm xúc và tính dục. Sự xấu hổ sẽ làm tổn thương luân xa thứ 3, liên quan đến sức mạnh ý chí, hành động, quyền lực. Sự đau khổ, buồn bã sẽ làm tắc nghẽn luân xa 4, luân xa tim, liên quan đến thể hiện tình yêu, mối quan hệ. Những lời nói dối mà bạn nói với chính mình sẽ làm tổn thương luân xa 5, luân xa cổ họng, liên quan đến nói và được nghe. Những ảo tưởng sẽ không kích hoạt được luân xa 6, con mắt thứ 3, liên quan đến tầm nhìn, trực giác. Dính mắc vào bản ngã sẽ không mở rộng được luân xa 7, luân xa vương miện, liên quan đến khả năng kết nối với cái tôi cao hơn, đón nhận năng lượng vũ trụ. Tất cả các luân xa của con người phải được cân bằng. Từ đó, nguồn năng lượng vũ trụ mới có thể chảy tràn vào trong cơ thể, và đây là những kênh dẫn để năng lượng từ vũ trụ đi vào cơ thể. Cái chúng ta cần để trải nghiệm cuộc sống mà không gặp bất cứ vấn đề nào trên cơ thể vật lý. Và khi luân xa bị tắc nghẽn, chúng sẽ biểu hiện ra bên ngoài như thế nào? Chúng sẽ biểu hiện ra một số mô thức hành động của bạn, cách bạn đối diện với các thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Có 3 mô thức phản ứng lại với các tình huống xảy ra trong cuộc sống. 1. Khuôn mẫu luân xa thừa năng lượng. Biểu hiện là chiến lược đối phó quá mức chiến đấu tới cùng, bạn quá chú tâm vào các tình huống xảy ra trong cuộc sống, dồn năng lượng và sự chú ý để chống lại sự căng thẳng hoặc vấn đề tiêu cực. Năng lượng của luân xa trở nên dày đặc và trì trệ, năng lượng không thể luân chuyển. Ví dụ, những người muốn thống trị người khác thường bên trong có sự bất an, nên để có cảm giác an toàn, họ có xu hướng thống trị người khác. Điều này biểu hiện dư thừa năng lượng luân xa 3. 2. Khuôn mẫu luân xa thiếu năng lượng. Biểu hiện là chiến lược bỏ chạy, bạn thiếu năng lượng để đối diện với các vấn đề trong cuộc sống. Năng lượng của luân xa trở nên trống rỗng, năng lượng không đủ để luân chuyển. Ví dụ, một người cảm thấy yếu thế, sẽ nỗ lực trốn tránh đến với họ. Người này biểu hiện của việc yếu luân xa 3. Người này không giờ học được cách nói sự thật trong họ một cách mạnh mẽ, dẫn đến luân xa 5 cũng yếu. Một người sống trong sự cô lập sẽ không biết cách tạo ra mối quan hệ, họ có xu hướng rút lui, biểu hiện của yếu luân xa 4. Và người quá thừa cân thường dùng sức mạnh của cơ thể để tự vệ và cảm giác gắn với mặt đất, dư thừa năng lượng luân xa 1. Nếu luân xa 2 dư năng lượng, trong hôn nhân sẽ thấy có những phụ nữ dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, chiều chuộng người chồng, nhưng mối quan hệ đó vẫn không suôn sẻ, hôn nhân vẫn bế tắc. Ngược lại, có nhiều phụ nữ, họ không muốn đàn ông, cưới làm gì cho khổ, họ bị thiếu hụt năng lượng ở luân xa 2. 3. Khuôn mẫu luân xa vừa dư vừa thiếu năng lượng. Ví dụ, luân xa 1 liên quan đến sự sinh tồn, có rất nhiều người, họ dành rất nhiều thời gian để lập một bản kế hoạch chi tiêu rất tỉ mỉ, liệt kê từng khoản tiền nhỏ nhặt bỏ ra hàng ngày một cách chi ly, tủn mũn nhưng lúc nào cũng sợ tài khoản ngân hàng hết tiền. Một luân xa chữ quá nhiều năng lượng hay có quá ít năng lượng cũng sẽ dẫn tới tắc nghẽn. Mục tiêu của một người thực hành tâm linh đó là cân bằng hệ thống luân xa. Chỉ cần một luân xa nào đó bị tắc nghẽn thì năng lượng không thể di chuyển đi lên, cũng không thể đi xuống được, dẫn tới tình trạng mất cân bằng toàn bộ hệ thống luân xa. Tác động của luân xa lên cơ thể. Con người nên được kích hoạt để tất cả các luân xa hoạt động cân bằng. Từ đó, nguồn năng lượng vũ trụ sẽ tuôn tràn trong cơ thể,
bởi vì chúng ta là những sinh mệnh điện từ trường và đây là kênh dẫn năng lượng từ vũ trụ đi vào cơ thể mà chúng ta cần để trải nghiệm cuộc sống mà không gặp bất cứ vấn đề cơ thể vật lý nào. Sự phục sinh thực sự là sự kích hoạt những luân xa này, bởi vì đây là kết nối với thượng nguồn. Thông qua sự hiện diện của cái tôi cao hơn trong cơ thể vật lý của bạn, cho phép nâng cấp DNA của bạn và cung cấp năng lượng thích hợp cho tất cả các tế bào sống. Cơ thể con người giống như một cuộn dây Tesla và nó có khả năng hấp thu năng lượng vô hạn định, phụ thuộc vào mức độ xoay của các luân xa khi chúng ở trạng thái khỏe mạnh, trong sạch. Các luân xa được làm sạch sẽ và xoay tròn một cách hiệu quả khi bạn không sợ hãi, đổ lỗi, không xấu hổ, không đau khổ, buồn bã, không nói dối, bạn không ảo tưởng, không dính mắc quyền lực và tài sản. Cũng như khi ý thức của bạn kiểm soát được tinh thần và cơ thể cảm xúc của bạn, khi mà bạn đã cân bằng giữa hai năng lượng nam tính và nữ tính của mình. Chúng ta bị bệnh hoặc lão hóa chỉ vì chúng ta thiếu năng lượng, điều đó có nghĩa là thiếu ánh sáng, vì thế mà các tế bào không thể được trẻ hóa và không thể hoạt động bình thường. Cơ thể cảm xúc và tinh thần tạo ra sức mạnh của trường hào quang, mang lại sức khỏe cho cơ thể vật lý. Điều này là tất cả những gì chúng ta đều hiểu rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bấm đăng ký để giúp kênh phát triển nhé!